vẻ biểu tượng và ý nghĩa của 12 cung hoàng đạo nha. Đầu tiên đó chính là cung Bạch Dương. Đây là màu của cung Bạch Dương đó. Màu đó là màu biểu tượng của cung Bạch Dương luôn nha. Bạch Dương á là có ý nghĩa là con cừu. Và ý nghĩa của bạn đó là thể hiện hình ảnh mặt con cừu tại đôi sừng đó. Các bạn nào có ngày từ ngày 21 tháng 3 đến 19 tháng 4 thì sẽ là cung Bạch Dương nha. Cung Bạch Dương có thể gọi tên Hán Việt là Dương Cưu. Qua wow, mình đã vẽ xong rồi. Tiếp theo đó chính là cung Kim Ngư. Kim Ngư là cung của Thánh Linh đó. Các bạn có nhớ mình không? Kim Ngư là cung thứ 2 và có ngày sinh từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 5. Các bạn sẽ thuộc cung Kim Ngư. Yeah. Kim Ngư là có ý nghĩa là con bò và thể hiện hình ảnh mặt con bò và cái sừng. Wow. Màu chính của Kim Ngư là một màu xanh đậm nha. Tiếp theo cái cung này thì mình nghĩ là rất là đặc biệt. Đó là cung Song Tử. Song Tử chính là mình đó. Cung Song Tử là có ý nghĩa là sinh đôi. Hai đường thẳng song song gắn kết với nhau. Những bạn nào có sinh trùng ngày 21 tháng 5 đến 21 tháng 6, các bạn sẽ thuộc cung Song Tử. Các tên gọi khác, các tên gọi Hán Việt của cung Song Tử là Song Nam và Song Sinh. Yeah, xong rồi. Tiếp theo mình sẽ vẽ cung Cự Giải nha. Bạn nào thuộc từ ngày 22 tháng 6 đến 22 tháng 7, các bạn sẽ thuộc cung Cự Giải. Cự Giải là hình ảnh con cua đó, thể hiện hình ảnh đôi chàng con cua, giống như là hai số 6 vậy đó. Cự Giải có tên Hán Việt đó chính là Bắc Giải. Đây, giống như là hai số 6. Tiếp theo mình sẽ vẽ cung Sư Tử. Sư Tử thì rất là đẹp luôn. Nó là thể hiện hình ảnh bờm của Sư Tử, như là một cái tóc vậy đó. Bạn nào sinh vào ngày 23 tháng 7 đến 22 tháng 8, các bạn sẽ thuộc cung Sư Tử nhé. Yeah, Sư Tử là màu vàng. Tiếp theo mình sẽ vẽ Sử Nữ. Các bạn ơi, tiếp theo mình sẽ vẽ cung Sử Nữ. Sử Nữ thì rất là dễ, như là một chữ M thôi. Các bạn sinh vào ngày 23 tháng 8 đến 22 tháng 9, các bạn sẽ thuộc cung Sử Nữ. Tên gọi khác của cung Sử Nữ chính là Trinh Nữ và Thất Nữ. Sử Nữ là biểu tượng của Sử Nữ là Trinh Nữ và phần nóc cuối ký hiệu là hình ảnh bông lúa. Các bạn ơi, những màu mà mình đang vẽ cho những biểu tượng của cung hoàng đạo đó là những cái màu này là tượng trưng cho cung đó luôn nha. Ví dụ như là các bạn rất là hợp cho màu gì đó. Wow, những cái màu đây là màu đúng hết nha. Giống như cung một Song Tử á, là màu cam nên là mặc cái gì màu cam thì nhìn mình rất là hợp. Wow, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy cái phần móc cuối không? Nó rất là giống con lúa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ghi chữ cho cung nó nha. Bạch Dương. Cung đầu tiên luôn đó. Cung thứ hai là Kim Ngư. Tiếp theo là cung Song Tử. Song Tử là cung thứ ba. Tiếp theo cung màu đỏ chính là cung Cự Giải. Các bạn thì gọi là Bắc Giải. Tiếp theo là cung Sư Tử, rất là quen thuộc với ta rồi. Con Sư Tử đó rất là mảnh luôn nha. Tiếp theo là cung Sử Nữ, với cả Trinh Nữ, và Thất Nữ là cung số 6. 6 cung này là 6 cung đầu tiên trong 12 cung hoàng đạo đó. Các bạn sinh từ tháng 1 đến tháng 6. Đây, tháng 6 sẽ là 6 cung đầu tiên. Mình sẽ vẽ 6 cung còn lại nha. Tiếp theo mình sẽ vẽ cung Thiên Bình nha. Thiên Bình, các bạn sinh vào ngày 23 tháng 9 đến 23 tháng 10, các bạn sẽ là cung Thiên Bình. Thiên Bình có thể gọi tên Hán Việt là Thiên Sứng. Và Thiên Bình là ý nghĩa của Thiên Bình là cán cân. Thiên Bình rất là dễ vẽ và thể hiện hình ảnh cán cân. Đó, đây là màu tượng trưng cho Thiên Bình nè. Tiếp theo mình sẽ vẽ cung Thiên Yến nha. Thiên Yến, các bạn sinh vào ngày 24 tháng 10 đến 24 tháng 11, các bạn sẽ thuộc cung Thiên Yến. Thiên Yến có thể gọi tên Hán Việt chính là Hổ Cáp, Hồng Nông, Bọ Cạp và Thiên Hạc đó. Rất là nhiều tên luôn. Ý nghĩa của tên chính là con bọ cạp, thể hiện phần lưng của con bọ cạp. Và Thiên Yến cũng là giống chữ M luôn.
đã vẽ xong rồi. Nhưng nghĩ cũng rất là dễ vẽ đúng không các bạn? Đây, tiếp theo chính là cung nhân mã. Các bạn sinh vào ngày 22 tháng 11 đến 21 tháng 12, các bạn sẽ thuộc cung nhân mã. Tên khác của cung nhân mã là xạ hủ và cung hủ. Biểu tượng của nhân mã là hình mũi tên và có ý nghĩa là người ngựa, là nửa người nửa ngựa, thể hiện hình ảnh mũi tên. Và nhân mã có điều đặc biệt chính là nhân mã rất là sôi động, sôi nổi đó, nhiệt tình nữa. Tiếp theo mình sẽ vẽ cung ma kết. Các bạn sinh vào ngày 22 tháng 12 đến 19 tháng 1, các bạn sẽ học cung ma kết nhé. Ma kết còn gọi là nam dương nữa. Ma kết là có ý nghĩa là con dê và cái sừng, thể hiện hình ảnh con dê mang đi cá, rất là lạ luôn. Và ma kết rất là kỷ luật và thực tế đó. Vẽ cung bảo bình. Các bạn sinh vào ngày 20 tháng 1 đến 18 tháng 2, các bạn sẽ là cung bảo bình nhé. Và cung bảo bình nó chỉ là tên tháng Việt thôi, các bạn thường hay gọi. Chứ cái cung mà gọi thiệt của cung bảo bình nó chỉ là cung thủy bình. Thủy bình là tên chính, còn bảo bình là tên tháng Việt nha. Bảo bình là người mang nước, thể hiện những màn sống. Qua wow, là bảo bình. Tiếp theo đây là cung thứ 12, chính là cung song ngư. Tiếp theo là cung song ngư. Song ngư là cung cuối cùng. Song ngư là các bạn sinh vào ngày 19 tháng 2 đến 23 tháng 3. 20 tháng 3 thì các bạn sẽ thuộc cung song ngư. Song ngư là con cá, thể hiện đầu của hai con cá kẹp lại cùng nhau. Song ngư rất là nhạy cảm và say mê á. Và đặc biệt các bạn hay lẫn lộn song ngư và kim ngư. Song ngư là con cá dưới nước, kim ngư là ở trên cạn và con mò. Và đặc biệt là song tử thì có hai cung luôn, nhưng song tử mỗi cung là chỉ có một con, một bé, một đứa thôi. Đặc biệt cung song tử là tới hai đứa lận, còn cung song ngư cũng là song nhưng mà chỉ có một thôi. Cung nhân mã. Nhân mã rất là dễ thương và sôi nổi lắm. Mỗi cung thì có một đặc điểm nha. Song ngư thì nhạy cảm, bảo bình thì cởi mở cách tiến, còn ma kết thì kỷ luật thực tế, thiên yết thì bí ẩn cảm tính. Thiên bình thì hòa đồng và yêu tự do. Mỗi cung thì sẽ có một cái đặc điểm cho cung đó, như là cung bạch dương sẽ là bạch dương nóng nảy, còn cung kim ngư thì là kim ngư cần cù, song tử là song tử thông minh, còn cự giải thì là cự giải chu đáo. Cự giải chu đáo, sư tử sáng tạo, sử nữ đáng tin cậy, thiên bình. Thì là mình đã